chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Đông y gia truyền Hormong Sakura được thành lập bởi founder and CEO Cự Miru, sinh ra trong một gia đình dân tộc Hormong có truyền thống làm nghề Đông y ở vùng Tây Bắc Nghệ An, cùng với bí quyết 12 bài thuốc tinh túy được truyền lại từ gia đình bao đời và đã miệt mài nghiên cứu và cải tiến để từ đó cho ra đời các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dưới dạng trà thảo mộc được bào chế 100% từ các loại thảo mộc tự nhiên, không chất bảo quản nhằm mang đến những chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng.